Tất cả anh em tiếp tục lên đường trang thiết bị âm thanh trong ngày hôm nay cho anh em khách hàng, và một trong số những phiên bản lông tiếng cực kỳ hot đem tùng về đấy các bạn, giảm 300-400.000 đồng so với giá nhà hãng các bạn, và bắt đầu lên đường phụ em ngay với phiên bản ETC D5000 phụ em khách hàng xin gửi cho anh Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn cái phiên bản lông tiếng BM Tùng Audio là những người đầu tiên đặt hàng với mẫu sản phẩm này. Em cảm ơn các anh em khi tìm hiểu hộ cảng Tùng Audio với trang bị âm thanh, đặc biệt là với sản phẩm lông tiếng chính hãng cao cấp của ETC phiên bản D5000. Và ngày hôm nay thì còn rất nhiều anh em khác nữa đã ra được hàng rồi, và em hy vọng là các anh em sẽ có cho mình sự trải nghiệm phóng áp đỉnh tốt nhất với mẫu sản phẩm lông tiếng dòng ETC D5000 nhá. Và ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra tiếng chất lượng âm thanh một lần nữa và các tính năng đến từ phiên bản ETC D5000 để xem là cái hình ảnh giao diện này, các tính năng như thế này liệu nó có xứng đáng để các anh em lựa chọn nâng cấp và giảm máy âm thanh gia đình này mình hay không nhá. Và đầu tiên phải nhắc đến đây là phiên bản mới nhất của nhà phố ETC, là phiên bản nâng cấp, nhiều tính năng cải tiến, âm thanh chất lượng hơn so với những ngày em trước đó của ETC nhá. Có logo thương hiệu và mã QR code trên thân máy để anh em có thể kiểm tra chính hãng chính hãng, và nhà em cam kết đảm bảo rằng khi hàng đến tay anh em khách hàng sẽ chuẩn 100 hạt sản phẩm thương hiệu chính hãng của ETC. Đây là thiết kế giao diện đẹp mắt của nhà phố ETC với các phím chiết áp volume cho anh em thao tác căn chỉnh của chế độ âm thanh bass trung khép. Khi nhận hàng về, đặc biệt là anh Thành với anh em khách hàng khác, chúng ta chỉ cần thao tác cho em trên 4 phím tính năng thôi là đã có thể tự mình tinh chỉnh được các hiệu ứng âm thanh bass trung khép rồi. Và các giải bass trung khép thì chất tất cả là anh em đều có thể là biết và cũng như là đã trải nghiệm qua những cái phiên bản thiết kế đều có tính năng này rồi, đúng không ạ? Và các bạn hãy nhớ cho em, đầu tiên là giải bass, tiếp theo là giải lời, chế độ nhạc và giải chép, 4 tính năng cho các anh em căn chỉnh với chế độ âm thanh, giải bass, tiếng, chế độ nhạc, giải chép cho anh em căn chỉnh với loa trái này. Giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép, 4 tính năng cho các anh em căn chỉnh với loa phải. Có âm lượng tổng riêng biệt cho hai kênh, hai cổng cho các anh em có thể tăng giảm âm lượng tùy ý. Và khi chúng ta tinh chỉnh các hiệu ứng âm thanh bass trung chép, nó sẽ theo các cách này anh em căn chỉnh nhá. Các bác căn chỉnh cái phần bass thì âm thanh phần bass đánh ra lực hơn, căn chỉnh phần nời thì âm thanh nời sẽ tiếng nó sẽ lét hơn, rõ hơn, và căn chỉnh phần chép thì âm thanh chép nó sẽ sáng hơn. Với 4 phím tính năng chúng ta chỉ cần thao tác thì ngay lập tức hiệu ứng âm thanh sẽ theo cái cách mà anh em căn chỉnh. Và nhớ cho em có đầy đủ các tính năng chuyển đổi tần số nhé, sang 100Hz đương nhiên âm thanh nó sẽ lực hơn rất là nhiều, và tiếng bass hay là tất cả tiếng nời tiếng chép nó sẽ rõ hơn so với cái giải 50. Anh em nhấn vào đèn hiện đỏ tức là đang ở để chế độ 100Hz, và luôn luôn sử dụng in by bass bất cứ khi nào các anh em bật lông tiếng này, luôn luôn để trạng thái hiện đỏ nhé, để âm thanh được kích hoạt qua lông tiếng. Như vậy là các giải bass trung chép sẽ có công dụng và nó có cái hiệu quả. Và nếu như các anh em nhả in bass ra như thế này thì nhạc quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu, và tất cả tính năng bass trung chép nó sẽ bị vô hiệu hóa khi chúng ta nhả in bass ra. Các bác lưu ý cho em nhé. Và cái điều quan trọng hơn nữa là nhiều anh em muốn sử dụng lông tiếng vào mục đích là sử dụng súp thêm nữa, cắt súp và tăng giảm âm lượng trực tiếp súp trên thân máy qua hai phím volume thiết kế mặt trước luôn ạ. Thế nên nhiều anh em mà để tủ đồ mà ghép thiết kế của súp đấy ghép vào vang ấy, có những cái con vang nó sử dụng các thiết kế cắt súp ở phía mặt sau, nên chúng ta chỉ có thể để cố định thôi, không thể tự mình cài cắm. Có thể là anh em thò tay vào chúng ta cài đi cài lại không được, nó rất mất thời gian và nó gặp rất là nhiều bất cập trong việc là chúng ta cắt súp ở phía mặt sau như vậy. Nhưng với lông tiếng khi chúng ta ghép súp vào, chúng ta cứ thao tác trên thân máy cho em, nó rất là đơn giản. Với ETC là một trong phiên bản mới, vậy nên là các cái đường lấy tín hiệu hiện đại của này rất là nhiều: USB, đường cổng quang, đường Bluetooth, đường AUX trắng đỏ truyền thống. Các bác chỉ cần nhấn input chuyển cổng tín hiệu thôi, ngay lập tức trên cái phím đèn nó sẽ hiển thị các cái chế độ lấy tín hiệu của các bác. Khi nhận hàng là bên em sẽ hỗ trợ setup để ở chế độ AUX, tức là đường dây tín hiệu truyền thống để anh em lấy tín hiệu nhà. Ok, và ngay bây giờ thì cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh của phiên bản lớn tiếng ETC D5000. Trong quá trình test em cũng sẽ nhấn rất nhiều lần cái inner bass để các bác thấy được sự khác biệt âm thanh của lông tiếng khi được kích hoạt qua inner bass là như thế nào nhé. Các bác đang được nghe âm thanh của lông tiếng inner bass này. Hôm qua này, đây là chế độ nhạc thường. Qua lông. Hôm qua. Qua lông. Được trải nghiệm âm thanh của lông tiếng ETC D5000 qua cảm nhận như thế nào với chế độ âm thanh bass trùng chép ạ? Rất là hiệu quả luôn ạ. Các bác nghe các bác cảm thấy thế nào? Sôi động từ phần bass luôn, đánh tiếng rất là căng, cho chép cũng sáng hơn.
lời tốt hơn, rõ nét hơn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nghe nhạc với lương tiếng, các bác cảm nhận như cặp loa của mình nó sáng tiếng ra. Và chắc chắn nó phải như vậy rồi. Khi mà chúng ta nhấn in bass, âm thanh sẽ được kích hoạt cái chế độ sang 100Hz, chuyển đổi tần số sang cái lực đánh cực kỳ tốt của loa bass. Tiếp theo là giải lời cũng rõ nét, giải chép nó lại đẳng sáng ra nữa. Khi mà chúng ta thêm cái chế độ nhạc, anh em nghe cái nhạc nó rất là sôi động, thêm các giải len keng, và đó chính xác là công dụng của lông tiếng phiên bản ETC D5000, một trong những mẫu sản phẩm lông tiếng vừa mới ra mắt thôi. Thì em Tùng đã có lô hàng này để phụ em cái càng rồi, và giá thành thì em Tùng cũng đã thông báo ở trên những video trước về em Tùng làm về ETC, đặc biệt là phiên bản D5000. Hiện tại thì giá nhà hãng đang là 1.700.000, 1.800.000, và bên Tùng sẽ giảm cho anh em ít nhất từ 300.000-400.000 đồng khi anh em mua hàng với mẫu sản phẩm lông tiếng chất lượng của ETC, phiên bản ETC D5000. Anh em đã có nhu cầu với phiên bản này, qua liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số thoại 0979629336. Và ngày hôm nay thì cũng lên đường rất nhiều trang thiết bị âm thanh, và một trong số đó phải nhắc đến đó là phiên bản ETC D5000. Xin gửi trực tiếp cho anh Thành và tất cả anh em khác đã và đang quan tâm đến mẫu sản phẩm ETC D5000. Nếu anh em đang có nhu cầu với phiên bản lông tiếng cao cấp và chất lượng như này, các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất. Và xin kính chúc các anh em khách hàng nhận hàng ưng ý và có cho mình một dàn máy âm thanh chuyên nghiệp với phiên bản lông tiếng cao cấp ETC D5000 nhé. Xin chào anh em.